học phần hô hấp trong khuôn khổ chương trình chuyên khoa sâu các chuyên ngành của BV. Chủ đề trong buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về bệnh lý giãn phế quản. Thông qua bài giảng, tôi sẽ giới thiệu cho quý học viên về bệnh lý giãn phế quản ở các mặt chẩn đoán, điều trị. Chúng ta cũng sẽ đi sâu tìm hiểu về bệnh lý sơ nang, một trong những nguyên nhân của giãn phế quản. Sau đó cuối cùng sẽ cùng bàn luận về nhiễm trùng, một trong những biến chứng gây lo ngại của bệnh, và tìm hiểu thêm về các tác nhân lao không điển hình. Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bài giảng. Trước khi bắt đầu thì tôi xin lưu ý một lần nữa, BV bảo vệ bản quyền cho toàn bộ bài giảng này. Vui lòng không lưu trữ, sao chép, chia sẻ ra bên ngoài. Bộ phận pháp chế của BV sẽ có hành động cần thiết để ngăn cản các hành vi vi phạm bản quyền. Mong quý học viên lưu ý. Đầu tiên của bài giảng thì sẽ có 5 điểm. Đầu tiên là miêu tả các yếu tố nguy cơ của giãn phế quản và cách nhận biết. Thứ hai là bàn luận về lâm sàng của bệnh nhân giãn phế quản. Thứ ba, tìm hiểu về cách quản lý bệnh giãn phế quản mạng. Thứ tư, hiểu biết cách nhận biết các đợt cấp của giãn phế quản. Và cuối cùng là nhận biết các chủng của vi khuẩn Mycobacteria lao không điển hình, cũng như cách quản lý và điều trị chúng. Đầu tiên về khái niệm, trước khi bắt đầu thì có một điều chúng ta cần phải nắm vững, đó là giãn phế quản không phải là một bệnh hiếm. Bệnh hiếm ở đây là định nghĩa dành cho những bệnh chỉ tác động vào một phần nhỏ dân số. Ngày xưa thì giãn phế quản được coi là bệnh hiếm bởi vì khi đối với bệnh hiếm, một khi mà đã có thuốc đặc trị thì chính phủ sẽ có một số những chính sách ưu đãi về giá và sẽ có lợi nhiều về mặt kinh tế. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự phát minh của những cái máy CT scan thế hệ mới thì việc phát hiện ra giãn phế quản vốn không còn là một điều quá khó khăn so với trước. Cho nên hiện nay giãn phế quản không còn là một bệnh hiếm, không còn là một bệnh hiếm nữa. Về định nghĩa, giãn phế quản là tình trạng tổn thương đường dẫn khí mãn tính, làm cho cái thành đường thở nó dày lên, giãn rộng hơn và không thể phục hồi được. Tôi sẽ nhắc lại là không thể khôi phục được. Từ đó gây ra các triệu chứng đặc trưng như ho, khạc đàm kéo dài, nhiễm trùng tế tái lại và đôi khi có một số trường hợp còn ghi nhận thêm triệu chứng ho ra máu nữa. Trên slide đã tóm tắt 3 ý chính để giúp chẩn đoán một bệnh nhân giãn phế quản. Về mặt triệu chứng, ta cần phải có sự kết hợp của cả triệu chứng, tiền căn và hình ảnh học để có thể chẩn đoán được bệnh nhân này liệu có phải đang mắc bệnh lý giãn phế quản hay không. Đi sâu vào từng chi tiết, về triệu chứng thường gặp là những đợt cấp thường xuyên, ít nhất là 3 lần một năm. Tuy nhiên thì trong những trường hợp mà giãn phế quản khô, bệnh nhân sẽ ghi nhận những cái đợt ho dai dẳng không ngừng, mà chỉ khi vận dụng CT scan thì mới có thể tìm được hình ảnh của bệnh giãn phế quản. Tiền căn thường gặp trên những bệnh nhân COPD, hen, sơ nang, bệnh lý di truyền, bệnh lý viêm. Ngoài ra về một yếu tố dịch tễ các bạn cần phải quan tâm, đó là nếu như bệnh nhân sống trong một vùng dịch tễ lao thì hai bệnh lý nền thường gặp nhiều nhất đó chính là nhiễm trùng sâu lao và giãn phế quản. Mong quý anh chị lưu ý. Và không thể không kể đến vai trò quan trọng của hình ảnh học giúp chúng ta xác định được hình ảnh học, hình ảnh của giãn phế quản trên CT scan. Đó có thể là những cái hình ảnh tổn thương dạng túi, dạng tràng, dạng ống. Nó có thể tổn thương khu trú mục thùy hoặc lan tỏa sang cả hai phổi. Trên slide là tổng hợp những cái bệnh nguyên thường gặp của bệnh lý giãn phế quản. Thường gặp thì chúng ta có thể kể đến như là sau nhiễm trùng, hoặc là được chẩn đoán cùng lúc với những cái bệnh lý đường thở khác, hoặc là một trường hợp khó thở mãn tính. Ở các nhóm ít gặp hơn thì mình sẽ kể đến như bệnh lý tự miễn, bệnh lý mô liên kết, bệnh lý liên quan đến hội chứng phục kích thích. Như vậy ở trong nhóm này có một cái bệnh lý mà chúng ta sẽ tìm hiểu những cái slide sau, đó chính là bệnh lý sơ nang. Nó nằm trong nhóm bệnh lý về đơn gen và nó là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh lý giãn phế quản mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Giãn phế quản, về phần định nghĩa, chúng ta có thể thấy được có rất nhiều điểm tương đồng giữa bệnh lý giãn phế quản với lại cái bệnh lý về viêm đường thở mãn tính. Và vì vậy nên rất là khó để có thể chẩn đoán được giãn phế quản khi mà nó có thể chồng lấp với những cái bệnh lý đường thở khác. Theo nghiên cứu của Bulverino đăng trên tạp chí Hô hấp châu Âu thì ghi nhận được rằng 4-75-72% bệnh nhân COPD nặng có hình ảnh của giãn phế quản trên CT scan. 20-30% bệnh nhân hen sẽ có bệnh lý giãn phế quản tiềm ẩn. Và ngoài ra thì giãn phế quản còn có thể đồng mắc với cả viêm mũi xoang mạn. Thực sự sẽ rất là khó khăn để mà phân biệt được giãn phế quản với các bệnh lý khác.
Dù vậy thì có một điều chúng ta chắc chắn rằng nếu như mà một bệnh nhân vừa mắc bệnh lý đường hô hấp, những bệnh lý tắc nghẽn đường thở mà vừa mắc thêm cả giãn phế quản thì bệnh lý tình trạng chung của bệnh nhân sẽ diễn tiến vô cùng nghiêm trọng và sẽ có tiền lượng nặng rất là cao. Có thể kết hợp phương pháp điều trị giãn phế quản trong điều trị bệnh COPD và hen. Trên đây là so sánh giữa hen và giãn phế quản. Cả hai bệnh lý này đều là bệnh lý đường thở mãn tính có những đặc điểm lâm sàng khá là tương đồng với nhau. Tôi đã đánh đóng khung lại những cái điểm khác biệt để giúp chúng ta phân biệt được hai bệnh lý này trên lâm sàng. Dù cả hai đều là bệnh lý về đường thở mãn tính nhưng mà hen thì lại có xu hướng tăng eosinophil, trong khi giãn phế quản thì xu hướng của nó là tăng neutrophil. Rối loạn thông khí của hen thì có thể hồi phục được, giữa những cái đợt hen cấp thì bệnh nhân hầu như là không biểu hiện triệu chứng, trong khi ngược lại giãn phế quản thì là có tình trạng rối loạn thông khí và không hầu như là không phục hồi được. Trên đây là những điểm khác biệt của hai bệnh lý trên. Tôi sẽ giới thiệu những hình ảnh giãn phế quản điển hình trên CT scan. Khi nãy tôi vừa trình bày thì CT scan chúng ta có thể ghi nhận được những hình ảnh như là hình ống, dạng ống, dạng tràng hoặc có thể dạng nốt. Nó có thể tổn thương khu khu trú của một thùy nhưng có thể lan tỏa sang cả hai thùy, thùy đối bên hoặc là cả nguyên cả một vùng phổi. Tôi đánh dấu những cái hình ảnh sau đây để quý vị có thể thấy rõ hơn. Trên hình là kết quả vi sinh được trích từ tạp chí Bệnh lý lồng ngực phát hành vào năm 2018, thống kê kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho những bệnh nhân giãn phế quản. Tổng chung lại, chúng ta có thể nhận xét được rằng tác nhân thường gặp nhiều nhất ở hầu hết các bệnh nhân giãn phế quản đó là Pseudomonas aeruginosa và Haemophilus influenza. Theo sau đó là Staphylococcus aureus, Moraes lactatoris và có thể thấy bệnh cái tác nhân lao không điển hình chúng ta cũng tìm sắp tới đây cũng chiếm được một cái phần trăm không hề nhỏ ở một cuộc nghiên cứu US Registry. Ngoài ra thì trên tạp chí cũng có thể thống kê được rằng ở những bệnh giai đoạn sớm thì tác nhân chúng ta thường gặp thì cũng chính là hai tác nhân thường gặp nhiều nhất đó là Pseudomonas aeruginosa, trong khi ở những giai đoạn muộn hơn sau khi tiến hành điều trị kháng sinh thì tác nhân thường gặp nhất sẽ là MRSA và Pseudomonas aeruginosa. Trước khi tiếp tục bài học thì tôi xin được phép đề cập tới một sự thật thú vị về vi sinh mà có liên kết tới bài học của ngày hôm nay. Khi tiến hành giải trình tự 16S-RNA lấy được từ chất tiết ở đường hô hấp dưới thì người ta nhận thấy rằng là trong chất tiết của đường hô hấp dưới có sự tồn tại của rất nhiều vi sinh vật khác nhau tạo nên một cộng đồng chứ không chỉ đơn thuần là một chủng vi sinh duy nhất. Và số lượng vi sinh này số lượng nó còn có thể vượt trội hơn cả số lượng tế bào hình thành nên cơ thể của con người nữa. Và những vi sinh này bản chất ban đầu là không hề gây hại. Giữa cộng đồng thì chúng sẽ có cái sự cân bằng giữa những vi khuẩn đến di cư và bị loại bỏ. Tuy nhiên thì trong những bệnh lý tắc nghẽn đường thở, ví dụ như là trong bệnh cảnh COPD thì cái sự cân bằng này đã bị phá vỡ. Một sự tăng đột biến của một chủng vi sinh và chính điều này sẽ ảnh hưởng đến kết cục của người bệnh. Từ cái sự thật trên thì người ta rút ra được một cái concept khá thú vị liên quan đến bệnh lý, đó chính là khi mà sự tập trung của vi khuẩn đi từ thấp lên cao, sự đa dạng của cộng đồng vi sinh giảm dần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta càng gần như đi đến việc bị mắc bệnh. Vậy thì đó có liên hệ gì đối với lại bệnh lý giãn phế quản? Thì trong bệnh lý giãn phế quản, cái chủng vi sinh mà chiếm ưu thế tăng đột biến nhiều nhất, người ta thường ghi nhận được đó chính là Pseudomonas aeruginosa. Sự gia tăng của vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa nó có thể dự đoán được cái tần suất xuất hiện các đợt cấp tiếp theo, nhưng cũng đồng thời có thể đánh giá được xem bệnh nhân này có khả năng đáp ứng tốt với macrolide hay không. Sẽ đề cập đến macrolide đây. Chia sẻ thêm, macrolide nó sẽ là một trong những kháng sinh được sử dụng để điều trị Pseudomonas. Mặc dù chúng ta ít khi nghe đến cái điều này. Về cơ chế ở đây thì chủng vi khuẩn Pseudomonas thì có khả năng tiết một cái chất giúp chúng liên lạc với nhau, được gọi là quá trình giao tiếp của vi khuẩn, tiếng Anh là quorum sensing. Nhiệt độ của vi khuẩn thì khi xâm nhập vào một cái trụ lạ, trước khi mà chúng tiến hành tăng sinh và lan rộng, thì thường vi khuẩn cũng sẽ băn khoăn là liệu chúng có thể thành công được hay không.
Vì vậy chúng sẽ gửi cái tín hiệu cho nhau biết rằng là liệu cái cơ thể ký chủ này có sự tồn tại của những đồng bọn tương tự như chúng hay không. Và một khi mà chúng mà nhận được tín hiệu thì chúng sẽ có lý do để phát triển và tăng sinh nhiều lên. Thì bản thân kháng sinh Macrolide nó sẽ cắt đứt cái quá trình trên và ngăn cản cái sự giao tiếp. Nhờ vậy thì Pseudomonas aeruginosa hầu như không phát triển với số lượng lớn nếu có sự có mặt của Macrolide. Tụ chung lại thì thiếu hụt đa dạng về mặt vi sinh liên quan đến sự gia tăng của đợt cấp và giảm cái tình trạng viêm với neutrophil, ưu thế cụ thể là mình kiểm soát được bệnh đó, nếu như mà có sự phong phú hoặc vi sinh. Đây là một xem concept khá thú vị về bệnh mà tôi muốn chia sẻ với quý anh chị. Tiếp theo về khái niệm về đợt cấp. Đây là những tóm tắt về định nghĩa được đồng thuận về đợt cấp ở ba tiêu chuẩn chính. Thứ nhất là về triệu chứng gia tăng hơn 3 triệu chứng như ho, tăng tiết đàm, mủ, khó thở, ho máu, giảm khả năng gắng sức và mệt mỏi. Triệu chứng này hầu như sẽ xuất hiện tối thiểu là 48 giờ. Bác sĩ cần phải nhận định rằng bệnh nhân này cần phải thay đổi điều trị và đã loại bỏ hầu hết các nguyên nhân gây nên bệnh cảnh lâm sàng tương tự. Trên đây là cái tố tiên lượng đợt cấp. Cuối cùng, tiền sử ghi nhận nhiều đợt cấp khác nhau. Có sự hiện diện của Pseudomonas aeruginosa hoặc có sự hiện diện của Haemophilus influenzae. Bệnh nhân ghi nhận được các cái chỉ số đánh giá được rằng có sự suy giảm về chức năng phổi, ví dụ như FEV1 thấp và MaxoBD hoặc chỉ số PSI cao. Cái tiên lượng tử vong bao gồm PSI cao, này, Pseudomonas mãn tính, tuổi, FEV1 thấp, mắc các đợt cấp thường xuyên và cả từng có tiền căn nhập viện trước đây. Nhìn chung thì đợt cấp COPD và đợt cấp sản phế quản có nhiều điểm khá tương đồng nhưng mà là lâm sàng, nên một lần nữa lưu ý cần phải phân biệt chúng trên mặt lâm sàng. Thứ chủ yếu chúng ta phân biệt được giữa đợt cấp sản phế quản và đợt cấp COPD đó là những đặc điểm của đợt cấp sản phế quản xuất hiện trên những bệnh nhân sản phế quản đã được chẩn đoán bằng hình ảnh học. Sau khi nhận định một bệnh nhân có sản phế quản thì chúng ta sẽ đi sâu vào cách tiếp cận để tìm hiểu xem nguyên nhân nào gây nên bệnh lý này. Trên đây là một hướng dẫn của Hội Hô hấp châu Âu về hướng dẫn về các bước cần phải đánh giá để tìm hiểu được các nguyên nhân xem đâu là nguyên nhân của sản phế quản. Đầu tiên đơn giản nhất là về công thức máu. Cần phải tìm hiểu xem bệnh nhân này có sự tăng ưu thế về eosin hay là tăng ưu thế về neutrophil để có thể chẩn đoán phân biệt với hen. Bệnh nhân này liệu có cái tình trạng về bệnh lý suy giảm miễn dịch hay không thì tôi sẽ đánh giá thông qua các chỉ số về IgG, IgM và IgA. Tìm kiếm các dấu hiệu của bệnh nhiễm nấm Aspergillus liên quan đến dị ứng thông qua việc đánh giá kháng thể eosin ký đàm. Liệu bệnh nhân này có bệnh lý sinh hay không thì ta sẽ đánh giá dựa vào test mồ hôi và CFTR test. Và ngoài ra thì một số những cái bệnh lý như suy giảm miễn dịch khác như là rối loạn vận động bông mao thì cũng sẽ đánh giá dựa vào đáp ứng của kháng thể. Trên đây là sơ đồ tóm tắt diễn biến của bệnh cũng như là các biện pháp điều trị sẽ tác động lên từng giai đoạn. Diễn tiến của bệnh lý sản phế quản là một vòng tròn tuần hoàn và cách tốt nhất để điều trị là mình phải làm thế nào để mà cắt bỏ cái vòng tròn đó. Từng giai đoạn thì tôi có đánh dấu những cái liệu pháp điều trị tương ứng để có thể giúp cắt đứt cũng như chấm dứt của từng giai đoạn. Quý học viên có thể tham khảo. Và trước khi đi sâu vào phần điều trị thì có một câu hỏi. Quý học viên vui lòng dừng video trong vòng 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Thời gian bắt đầu. Anh chị đã có câu trả lời của mình chưa? Sau đây thì tôi xin phép được giải đáp. Câu trả lời của câu hỏi đó chính là B. Mặc dù lúc nãy trong vòng tròn có đề cập đến liệu pháp kháng viêm, nhưng không hề đề cập đến việc sử dụng corticoid. Bản chất của những bệnh nhân dạng phế quản không phải là những tình huống không phải là tình khác với bệnh lý COPD thì nhiễm trùng mới là cơ chế chính gây nên bệnh lý dạng phế quản và steroid có thể gây hại trên cái đối tượng bệnh nhân này. Vì vậy, prednisone hàng ngày giúp hạn chế diễn biến của bệnh là câu trả lời sai. Sau đó xin đi sâu vào phần điều trị của bệnh lý dạng phế quản. Theo khuyến cáo của Hội Hô hấp châu Âu,
thì khi có được cấp, mình sẽ tiến hành sử dụng kháng sinh trong 14 ngày. Ghi nhận khi mà làm các xét nghiệm vi sinh, mình có sự ghi nhận hiện diện mới của chủng Pseudomonas thì cần tích cực điều trị để loại bỏ tác nhân này. Steroid dạng xịt hay statin thì sẽ không hầu hết không khuyến cách trường bệnh nhân giãn phế quản. Ở những hen CVD thì việc chỉ đến giãn phế quản không ảnh hưởng đến việc dùng ICS của bệnh nhân. Đặc biệt hơn thì cần khuyến cáo cũng cho thấy rằng chúng ta nên xem xét sử dụng kháng sinh lâu dài ở những bệnh nhân có hơn 3 đợt cấp trong một năm, cụ thể là như sau. Nếu bệnh nhân này làm các xét nghiệm vi sinh, ghi nhận rằng bệnh nhân có tình trạng mắc Pseudomonas mãn tính, thì mình sẽ chuyển sang xài kháng sinh đường xịt dài ngày trong vòng tối thiểu là 3 tháng. Nếu trường hợp mà bệnh nhân không đáp ứng kháng sinh đường xịt hoặc là có chống chỉ định thì mình sẽ chuyển sang sử dụng kháng sinh macrolide dài ngày. Ở những bệnh nhân mà không đáp ứng macrolide hoặc là ghi nhận một cái tác nhân vi sinh khác ngoài Pseudomonas aeruginosa thì kháng sinh dài ngày cũng được xem xét sử dụng. Trong trường hợp đó, nếu mà bệnh nhân không đáp ứng kháng sinh đường uống hoặc là không đáp ứng điều trị hoặc là không phải tác nhân của Pseudomonas aeruginosa thì mình sẽ xem xét chuyển sang kháng sinh đường xịt. Ở những bệnh nhân ho khạc kém thì các thuốc long đàm cũng được khuyến cáo sử dụng. Hay là bệnh trước đây thì để kích thích một bệnh nhân ho đủ sâu để tống xuất đàm ra ngoài thì người ta có nghĩ đến cái phương án điều trị đó là sử dụng DNA NAS. Tuy nhiên thì hiện tại khuyến cáo hiện nay là không nên sử dụng, bởi vì trong một nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng, người ta ghi nhận được rằng tỷ lệ chết ở nhóm bệnh nhân giãn phế quản sử dụng cái thuốc này cao hơn rất là nhiều so với nhóm chứng. Và một số quan điểm cho rằng khi mà sử dụng RHDNAS thì sẽ gây long đàm nhiều đến mức mà đàm có thể quay trở lại phổi trước khi bệnh nhân kịp tống xuất đàm ra ngoài. Ngoài ra thì cũng không khuyến cáo việc sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng dài thường quy như bệnh nhân giãn phế quản. Khuyến cáo sử dụng giãn phế quản trước khi sử dụng long đàm, kháng sinh đường xịt hoặc vật lý trị liệu để làm tăng khả năng dung nạp thuốc thay vì xem đến những phương pháp điều trị chính của bệnh. Tuy nhiên thì với những bệnh nhân mà có bệnh nền hen COPD thì vẫn tiếp tục sử dụng giãn phế quản tác dụng dài như một phương án kiểm soát bệnh nền. Ngoài ra những bệnh nhân mà giãn phế quản khu trú hoặc có nhiều đợt cấp thường xuyên thì phẫu thuật cũng là một trong những cái phương án cần nên xem xét. Với những bệnh nhân mà ho mãn tính, ho khạc kém, một phương khi có thể xem xét sử dụng các thiết bị vệ sinh đường thở. Tôi sẽ giới thiệu cho quý anh chị, quý học viên hai cái thiết bị vệ sinh thường được dùng nhất ở trên thị trường hiện nay ở các slide sau. Và ngoài ra thì cũng không quên và kết hợp với vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Đây là tóm tắt về việc sử dụng kháng sinh của Hội hô hấp châu Âu về việc sử dụng kháng sinh lâu dài. Đầu tiên, hiển nhiên là sau khi đã xác định xem bệnh nhân này là một tình trạng có đợt cấp kéo dài ít nhất 3 lần một năm, thì mình phải xác định xem là liệu rằng kết quả vi sinh có phải là Pseudomonas aeruginosa hay không, hay là sẽ là một cái tác nhân khác. Để tùy vào cái kết quả đó, chúng sẽ đưa ra việc chúng sử dụng kháng sinh đường xịt kéo dài hay là sử dụng kháng sinh macrolide kéo dài. Tuy nhiên, nếu mà không có đáp ứng thì có thể chuyển đổi qua lại giữa hai loại trên. Vậy thì câu hỏi đặt ra là giữa macrolide và kháng sinh đường xịt thì đâu là một trong các phương án tốt hơn? Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu thêm về macrolide. Macrolide được trên đây là tóm tắt thông tin về ba nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng về tác dụng của macrolide. Lần lượt là EMBRACE trên 141 bệnh nhân, PA-PET trên 83 bệnh nhân và PET trên 117 người. Các bệnh nhân được hướng dẫn sử dụng hoặc là azithromycin hoặc erythromycin mỗi 3 lần một tuần trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng. Kết quả ghi nhận ở hầu hết các nhóm nghiên cứu đó là thuốc macrolide có lợi ích đáng kể lên hầu hết các bệnh nhân có giãn phế quản và đặc biệt là trong việc giảm thiểu cái sự xuất hiện của đợt cấp. Kết quả trong việc giảm thiểu đợt cấp tóm tắt trên sơ đồ trên đây. Riêng về kháng sinh đường huyết thì cũng có nhiều thông tin cho rằng nó cũng sẽ giúp giảm tần suất của đợt cấp và cũng có rất nhiều nghiên cứu để xác định kỹ xem cái loại kháng sinh nào sẽ là cái loại kháng sinh có tác dụng tốt nhất. Tuy nhiên thì các lần thử nghiệm hiện chưa ghi nhận những cái kết quả đồng nhất, cho nên đây mới là một cái thông tin chúng ta cần phải được tìm hiểu thêm và cần nhiều cuộc nghiên cứu trong tương lai. Khi tôi có giới thiệu về một cái phương pháp giúp
vệ sinh đường thở thay bên cạnh việc sử dụng long đờm và khuyến khích bệnh nhân tập để trị liệu tốt sức tan ra thì thiết bị vệ sinh đường thở cũng nên được xem là một trong những cái phương pháp hiện tại mà thị trường quốc tế đang sử dụng khá là nhiều. Trên đây thì tôi xin giới thiệu cho quý anh quý học viên thiết bị hiện tại đang xài nhiều nhất, đó chính là thiết bị F, viết tắt cho chữ Positive Expiratory Pressure, thiết bị áp suất thở ra tích cực. Trên hình là hai dòng máy PEP hiện tại khá là phổ biến ở trên thị trường, đó là Acapella và Aerobica. Cơ chế chính chủ yếu đó là khi mà bệnh nhân tiến hành thở vào trong hai thiết bị này thì cái áp suất dương của máy sẽ đảm bảo đường thở luôn được mở rộng. Kèm theo đó máy sẽ truyền một cái xung động, một cái rung động đi dọc sát đường thở để giúp cho đờm nó bong tróc dần ra và bệnh nhân sẽ ho khạn được cái đàm nó tốt hơn. Tuy nhiên thì hiện tại thiết bị này vẫn chưa quá phổ biến ở thị trường Việt Nam và nếu mà có nhu cầu sử dụng thì thường phải nhập từ Mỹ với cái giá hiện nay tính đến thời điểm mà bài giảng được ghi âm là 60 đô mua trên eBay. Ngoài ra thì bên cạnh kháng sinh này, kháng sinh macrolide, kháng sinh đường huyết thì người ta cũng có một cái thuốc đang được đưa vào thử nghiệm cũng là được đề cập lần đầu trong số báo 383 của tạp chí NEJM 2020 có tên là Francocatib. Tìm hiểu sơ qua về loại thuốc này, Francocatib là một cái chất ức chế DPP-1 có thể đảo ngược được và được sử dụng vào đường uống. DPP-1 là có nhiệm vụ kích hoạt neutrophil serine protease. Đây, như vậy Francocatib được xem như một cái liệu pháp kháng viêm trúng đích. Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi JD Chalmers trên 256 bệnh nhân giãn phế quản có ít nhất là hai đợt cấp một năm, đánh giá ảnh hưởng của hai liều Francocatib 10 mg và 25 mg lên tỷ lệ đợt cấp trong vòng 52 tuần điều trị so với lại nhóm chứng. Thì kết quả ghi nhận được là vô cùng bất ngờ. Hầu hết bệnh nhân đều dung nạp với thuốc và ghi nhận được một cái sự giảm đáng kể về sự xuất hiện các đợt cấp. Kết quả hầu như là đồng nhất ở mọi nhóm, dù là dùng liều 10 mg hay là 25 mg. Tuy nhiên trong nghiên cứu cũng ghi nhận được một số các trường hợp có hiện tượng tăng sừng hóa và điều này cần phải được đánh giá kỹ hơn bởi vì liệu cái hiện tượng này có làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn kéo dài hay không? Tổng chung lại thì Francocatib là một cái nhóm thuốc có thể có ích trong việc điều trị giãn phế quản và ghi nhận được sự cải thiện về khoảng thời gian không bệnh ở các nhóm bệnh nhân dùng thuốc. Phẫu thuật khi tôi cũng đề cập thì sẽ thường được sử dụng cho các trường hợp tổn thương khu trú vẫn còn tiếp diễn, không đáp ứng các phương án điều không phương pháp điều trị khác. Hoặc là các trường hợp giãn phế quản khu trú và ghi nhận được sự tồn tại của các tác nhân lao không điển hình, Mycobacteria không điển hình. Như trên hình chúng có thể thấy được rằng đây là cái vùng phổi nó bị tổn thương. Và bằng việc là cắt cái vùng phổi này, chúng ta sẽ ngăn chặn được hai cái vùng phổi lành còn lại nó sẽ không bị tổn thương tác động. Tuy nhiên thì phương án này cần phải được xem xét kỹ. Chúng ta đã tìm hiểu về chẩn đoán và điều trị bệnh lý giãn phế quản. Sau đây chúng sẽ tìm hiểu về một trong những các nguyên nhân gây nên bệnh lý này, đó chính là sơ nang. Sơ nang bản chất là một bệnh lý đơn gen gây ra bởi đột biến tại gen CXCR. Đột biến này cụ thể là mất phenylalanine ở vị trí 508 và nhiễm sắc tố số 7. Đây là dạng đột biến thường gặp nhất gây nên bệnh lý sơ nang, chiếm 85% các trường hợp. Hiện nay, phương pháp điều trị chính của sơ nang đó chính là liệu pháp điều chỉnh gen CXCR và tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn ở cái slide sau. Đột biến CXCR nó sẽ tác động vào kênh vận chuyển clo, làm giảm cái đáng kể cái sự hấp thu, ta hấp thu clo. Vì vậy nên nồng độ clo ở những cái chất tiết sẽ tăng dần, cụ thể là mồ hôi. Vì vậy với xét nghiệm test mồ hôi, nồng độ clo trong mồ hôi thì chúng ta có thể xác định xem được bệnh nhân này liệu có bệnh lý sơ nang hay không. Ngoài ra là tác động vào kênh clo như vậy nó sẽ làm giảm cái quá trình làm sạch đường thở, làm những cái đờm nó trở nên dày lên, dính hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng sau này. Sơ nang bản chất là một bệnh lý đa cơ quan không chỉ tác động vào phổi mà nó còn gây nên tình trạng xơ gan, tắc cửa, thương tụy làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường và suy dinh dưỡng, nguy cơ vô sinh, polyp mũi, viêm xoang, vân vân.
Chuẩn đế sơ sẽ dựa vào hai test cụ thể, đó là test mồ hôi, nồng độ clo sẽ trong mồ hôi sẽ lớn hơn 60 mmol/L trên lít, và các cái xét nghiệm về di truyền. Khi mà làm các cái chẩn đoán xét nghiệm vi sinh thì chúng ta cũng sẽ ghi nhận được là các cái tác nhân cũng thường gặp trong bệnh lý giãn phế quản như Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Stenotrophomonas, vân vân và mây mây. Trước đây khi mà đề cập đến bệnh lý giãn phế quản thì người ta thường nghĩ ngay đến việc là ghép phổi. Chỉ còn nghĩ tới bệnh lý Sernan, xin lỗi. Trước đây khi mà nghĩ tới bệnh lý Sernan thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến phẫu thuật là cái phương pháp được định ra trước. Vì vậy với sự phát minh của liệu pháp điều hòa gen, nó thực sự đã làm nên một cuộc cách mạng, làm thay đổi bản chất của bệnh. Phương pháp điều hòa gen đã sửa chữa được cái đột biến CFTR và có thể đảo ngược được các biểu hiện bệnh lý. Thuốc trong cái liệu pháp điều hòa gen tôi sẽ đề cập ở đây đó là Ivacaftor, nó có thể tác động mở kênh CFTR, cải thiện chức năng phổi, phòng ngừa đợt cấp, cải thiện dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự mở cổng của cơ CFTR và các cắt nối của các biến thể. Tuy nhiên hiện nay thì thay vì chỉ đơn thuần là đơn trị liệu một thuốc thì người ta khuyến cáo đó là sử dụng ba thuốc vì tính hiệu quả của nó cao hơn nhiều so với chỉ sử dụng một. Ba thuốc thường dùng người ta đề cập đến ATE, viết tắt cho Elecaptor, Tezacaptor và Ivacaptor. Có rất nhiều cuộc nghiên cứu chứng minh được cái hiệu quả vô cùng ngoạn mục của liệu pháp điều hòa gen. Tôi xin kể đến như sau. Thuốc có thể cải thiện được chức năng của CFTR, dự kiến có thể phục hồi đến tận 25-80%, một con số vô cùng ấn tượng. Có thể xem như là với liệu pháp này thì một bệnh nhân từ mắc một bệnh lý gen nhiễm trùng, một cái bệnh lý gen nghiêm trọng có thể quay trở lại với cuộc sống gần như là bình thường. Hiện nay thì thuốc được chỉ định cho gần 90% các bệnh nhân mắc bệnh lý Sernan. Ngoài ra thì bên cạnh tính hiệu quả vô cùng vượt trội như vậy thì người ta cũng làm rất nhiều các cuộc nghiên cứu để đánh giá xem rằng cái lợi ích lâu dài của nó là như thế nào. Có thể đáp ứng trong các cuộc nghiên cứu đáp ứng với thuốc là khác nhau nhưng tụi chung lại thì chúng đều mang lại lợi ích cho người bệnh. Tuy nhiên thì cần lưu ý khi sử dụng thuốc nó có nguy cơ gây độc gan, cần phải theo dõi đánh giá chức năng gan thật là kỹ. Trên đây là kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu khác để có thể nhấn mạnh được rằng thuốc liệu pháp điều hòa gen có lợi ích vô cùng ngoạn mục lên nhóm bệnh nhân sơ nang, trong nhóm bệnh nhân sơ nang. Chỉ riêng với IVA, Castor đã có thể cải thiện chức năng phổi, giảm tần suất mắc cực cấp, nguy cơ nhập viện, giảm được việc sử dụng kháng sinh và dẫn đến tăng cân. Hoặc là sử dụng 3 thuốc cũng có thể giảm được nhu cầu sử dụng oxy, nhu cầu dinh dưỡng và giảm nguy cơ thông khí xâm lấn. Tuy rằng có thể gây tăng cân nhưng mà nó sẽ giảm nguy cơ viêm mũi xoang. Ngoài ra thì vì đây là một bệnh lý đa cơ quan nhưng mà chỉ vì sử dụng liệu pháp điều hòa gen nó có thể cải thiện được chức năng đa cơ quan như bệnh nhân sơ nang nếu như các tổn thương đa cơ quan đó vẫn có thể khôi phục được. Ngoài ra thì nếu như có thể xác định được sơ nang ở giai đoạn sớm và khởi động liệu pháp miễn dịch sớm thì nó sẽ đưa lại những cái lợi ích sớm và lâu dài hơn. Trong đợt cấp của bệnh lý sơ nang thì việc sử dụng kháng sinh nó sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể như cải thiện tỷ lệ sống sau 2-5 năm. Thường mình sẽ sử dụng kháng sinh trong vòng 10-14 ngày tùy theo đáp ứng lâm sàng của bệnh. Lựa chọn kháng sinh chủ yếu là aminoglycosid có thể kết hợp hoặc không với lại beta-lactam chống Pseudomonas. Hiện tại thì chưa có nghiên cứu rõ ràng rằng việc dùng hai kháng sinh hay một kháng sinh có thì bên phương án nào sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn. Và thường sẽ dùng khoảng một lần một ngày với aminoglycosid. Ngoài ra thì kết hợp thêm với kháng sinh đường huyết nó cũng sẽ làm gia tăng lợi ích của kháng sinh đường tĩnh mạch. Mình đi nó cần lưu ý lên. Ngoài ra điều trị sơ nang thì cần phải kết hợp bên cạnh kháng sinh thì còn phải kết hợp với các thuốc kháng viêm, các biện pháp giúp lâm đờm khác và các phương án ghép phổi. Như tôi đã cập hồi trước thì hiện tại nhờ sự phát minh của liệu pháp điều hòa gen thì phương ghép phổi đã ít dần chỉ định cho nhiều bệnh nhân. Đây là một sự, đây, tôi sẽ nhấn mạnh một lần nữa, đây thực sự là một cuộc cách mạng. Chúng ta đã đi xong về phần sơ nang. Thì sau đây trước khi qua phần tiếp theo thì có một câu hỏi
Mời quý học viên dừng lại trong vòng 30 giây để suy nghĩ và trả lời. Tôi xin được phép giải đáp. À, nếu một bệnh nhân có một bộ kế đờm ghi nhận sự hiện diện của Mycobacterium avium intracellular. A. Khởi động điều trị với rifampicin, ethambutol và erythropoietin trong 12 tháng trong 18 tháng để làm đáp án sai, bởi vì theo khuyến cáo không chỉ nên dựa vào một mẫu mà phải dựa vào nhiều các quả mẫu khác nhau. B. Mẫu đàm ở hầu họng sẽ tương ứng một đàm lấy từ sau phế quản. Sau phế quản sẽ lấy được mẫu sâu hơn và giá trị của nó cũng sẽ cao hơn nhiều so với lại mẫu chỉ lấy ở hầu họng. Quyết định điều trị cần được hướng dẫn dựa trên lâm sàng, hình ảnh học và các kết quả khác. Còn đây chính là đáp án đúng của chúng ta. Giải đáp thêm đó là ở câu D, không quan tâm trừ khi bệnh nhân có bệnh lý hay nghiêm trọng. Đây là một đáp án sai. Vì trong trường hợp bệnh nhân có bệnh lý dạng nốt mà tiến triển và có đúng điều trị thì chúng ta cũng phải quan tâm chứ không chỉ đơn thuần là một bệnh lý tạo hang. Chúng ta đến phần cuối cùng của bài học, đó là tìm hiểu về các tác nhân Mycobacteria không điển hình. Trên slide là tác hiện là các tác nhân của nhóm tác nhân lao không điển hình được sắp xếp theo thứ tự từ dưới lên theo mức độ độc hại tăng dần. Tiếp tục nhất chúng ta có thể kể đến như là Mycobacterium avium, MAI này, MAI này, Mycobacterium intracellular. Và độc nhất thì có thể kể đến Cansacin, Schoonsky và top 1 chính là Mycobacterium mammoense. Ở trong nhóm này, hai tác nhân chúng ta đề cập trong bài học đó chính là Mycobacterium avium và Mycobacterium abscessus. Đây cũng chính là hai tác nhân được ghi nhận là thường gặp nhất. Ở tác nhân lao không điển hình sẽ được thường được chia làm hai nhóm. Và dựa vào đấy chúng ta có thể nhận biết được xem là cái khoảng thời gian chúng sẽ nhận được kết quả cấy từ phòng lab là khi nào. Ở những phát triển chậm thì hầu hết chúng ta sẽ nhận thấy được rằng những cái tác nhân mà ví dụ như là Cansacin, Sinope và MAI, Mycobacterium avium cũng là cái nhóm tác nhân cũng là cái tác nhân mình cũng sẽ tìm hiểu sắp tới đây cũng sẽ nằm trong cái nhóm này. Ở cái nhóm phát triển nhanh thì sẽ là tác nhân M. abscessus là tác nhân chúng sẽ tìm hiểu. Về dịch tễ thì ở Mỹ Mycobacterium avium complex và Mycobacterium cansacea là thường là hai tác nhân thường gặp nhất trong nhóm về tác nhân lao không điển hình. Trong khi một nghiên cứu thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh thì ghi nhận được trên 99 bệnh nhân giãn phế quản tác nhân lao không điển hình phân lập được ở hơn một nửa các trường hợp, trong đó MAI, Mycobacteria avium intracellular và Sinope là hai chủng được phân lập nhiều nhất. Dưới đây là tóm tắt về các cái yếu tố tiền đề, điều kiện bệnh lý có thể gây nên bệnh phổi liên quan đến NTM. Tôi xin tóm tắt cho lao không điển hình. Quý học viên có thể tham khảo. Ngoài ra thì bản này cũng sẽ cho ta được những cái ý tưởng về nguyên nhân gây ra bệnh và điều trị chúng. Một điều chúng ta cần phải lưu ý rằng chúng ta không chỉ dựa trên một kết quả cấy để quyết định điều trị, mà chúng ta sẽ điều trị những bệnh nhân mắc NTM có tình trạng nhiễm trùng. Một lần nữa tôi xin lưu ý một lần nữa. Chúng ta sẽ điều trị những bệnh nhân thỏa các tiêu chí lâm sàng ở trên đây. Ngoài ra thì cần phải lưu ý đối tượng chúng ta cần phải điều trị sau khi mà đã một bệnh nhân đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và lâm sàng hình ảnh học vi trùng học của bệnh phổi lao liên quan tác nhân lao không điển hình thì chúng ta cần phải phân lập thành hai nhóm tạo hang hay là dạng nốt. Bởi vì sao? Đối với các bệnh lý tạo hang thì nó sẽ thường liên quan đến màng phổi và sẽ vì vậy khi mà bạn đã có hai mẫu đờm cấy dương và có mắc bệnh lý tạo hang thì xem như là đây là bệnh lý xâm lấn và cần điều trị ngay. Tuy nhiên thì ở chiều ngược lại đối với các trường hợp mà hình ảnh mà bệnh lý dạng nốt thì cần phải đánh giá kỹ hơn về cái mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Nếu một bệnh nhân mà có bệnh lý nền, nếu bệnh nhân mà có cái bệnh lý nền mà có thể giết họ nhanh hơn so với bệnh nhân mà mắc
cái này bắt các NTM mà dạng nốt thì ưu tiên bệnh nền hơn, vì lúc này quyết định không điều trị nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Ngoài ra thì có thể nói rằng 25% bệnh nhân dạng nốt không cần phải điều trị sẽ tiếp tục theo dõi bệnh. Dưới đây là một số những cái yếu tố giúp đẩy nhanh tiến triển của những bệnh lý liên quan đến NTM dạng nốt: BMI thấp, tuổi già, nam giới, bệnh động mạch, số lượng phân thủy phổi bị tổn thương, thiếu máu và albumin máu thấp. Trên đây là một số những cái kinh nghiệm đối với các đối tượng mà MAI không được điều trị. Một nghiên cứu được thực hiện ở Hàn Quốc thực hiện trên gần 500 bệnh nhân mắc bệnh phổi liên quan đến tác nhân lao không điển hình, cụ thể là Mycobacterium Bacteria Avium Complex MAC, thì ghi nhận được rằng 300, tức là hơn gần 60% ghi nhận được bệnh tiếp tục tiến triển, được điều trị trong vòng 3 năm. Vậy thì câu hỏi đặt ra đây là với kết quả kế đờm ra MAI từ đầu thì đâu là tác nhân cần được điều trị? Và nếu không được điều trị thì bao nhiêu lâu sẽ tiến triển nặng dần trong vòng 5 năm tới? Thì nghiên cứu này đã trả lời cho câu hỏi đó, đó là 60%, tỷ lệ là 60%. Ngoài ra thì ở chiều còn lại thì gần 115 bệnh nhân có bệnh lý ổn định trong suốt 3 năm và tiếp tục theo dõi tiếp. Trong đó, tiếp tục theo dõi tiếp, hơn một nửa trong số này sẽ có kết quả tự động chuyển âm tính, chủ yếu là những cái đối tượng trẻ, BMI cao, AP đàm âm tính trong một xét nghiệm đầu. Những cái đối tượng này là những đối tượng bệnh lý dạng nốt ít này, hoặc là có triệu chứng nhẹ và sẽ thường tự phục hồi và bệnh ít khi tiến triển. Một số bệnh nhân sẽ tiếp tục tiến triển bệnh nếu như mà kế đàm dương tính và mắc bệnh lý phổi tạo hang. Tôi xin nhắc lại về tiêu chuẩn lâm sàng và vi trùng học cho chẩn đoán bệnh phổi liên quan đến tác nhân lao không điển hình. Chúng ta cần sự kết hợp của cả ba yếu tố lâm sàng, hình ảnh học và vi trùng học. Và tôi định nêu cụ thể ở bảng dưới đây. Về lâm sàng thì triệu chứng hô hấp hay toàn thân, ho, mệt mỏi, sụt cân, ho ra máu, khó thở. Sự kết hợp của hình ảnh học trên X-quang và CT scan và đặc điểm về vi trùng học, cấy dương tính ít nhất là hai mũi đàm khạc riêng biệt hoặc là cấy dương tính từ ít nhất một mũi dịch phế quản. Ngoài ra thì mô bệnh học phù hợp kết hợp với cấy dương tính cho tác nhân lao không điển hình từ mẫu bệnh phẩm hay mũi dịch phế quản, mũi đàm. Ngoài ra thì ở tiêu chuẩn ATS/ADSA, bên cạnh việc các cái tiêu chuẩn và lâm sàng để chẩn đoán về bệnh phổi lao không điển hình ra thì nó còn tập trung về các vấn đề quản lý bệnh, cụ thể là ở bốn chuẩn MAI, MCASSI, MCNP và MASSIS. Gala được trình bày ở dưới dạng 22 câu hỏi PICO và đưa ra tổng cộng là 31 khuyến cáo. Và chủ yếu tụ chung lại thì khuyến cáo cho chuẩn MAI về tiêu chuẩn ASSESS mà chúng sẽ tìm hiểu sau đây thì cần phải có thông tin về tính dung nạp của thuốc, macrolide và amikacin thay vì chỉ dựa vào điều trị khác theo kinh nghiệm. Khuyến cáo không quá rõ ràng đối với chủng Sinopi, còn với chủng Kansasi thì cần đánh giá thêm về tính dung nạp với rifampin. Sau chúng sẽ tìm hiểu về chủng đầu tiên MAI viết tắt cho Mycobacterium avium intracellular, tôi xin được gọi tắt là MAI. Nhưng mà đánh giá về cái test dung nạp thuốc mà bệnh nhân này là một bệnh nhân nhạy thì khuyến cáo phác đồ là phác kết hợp với ba thuốc macrolide, rifampin, bệ-thambutol điều trị trong vòng tối thiểu 12 tháng kể từ khi có kết quả cấy âm tính. Trung bình là khoảng từ tầm 15 đến 18 tháng. Nếu như mà tổn thương hang hoặc là giãn phế quản nặng tiến triển hoặc là ghi nhận cái tác nhân MAI kháng với macrolide thì mình sẽ kê thêm aminoglycosid trong điều trị ít nhất là 3 tháng. Nếu sau 6 tháng đánh giá mà vẫn không có tới không đáp ứng điều trị, ta sẽ bổ sung thêm ALIS viết tắt cho hỗn hợp amikacin liposome nhận hít. Về liều dùng thì sẽ dùng trong trường hợp nhạy thì sẽ là 3 lần một tuần. Còn nếu kháng macrolide hoặc là tự tạo bệnh lý hen hoặc là giãn phế quản nặng tiến triển thì ta sẽ dùng hàng ngày. Điều trị của nhóm này nó khá là đơn giản. Chúng sẽ bắt đầu với ba thuốc azithromycin, rifampin, ethambutol, sau điều trị đến khi nào mà có kết quả âm tính và duy trì ít nhất là 12 tháng.
Nếu mà so sánh đánh giá mà mình thấy rằng là kết quả vẫn không đáp ứng, như là mình cấy đàm lại mà đàm nó vẫn chưa chuyển âm tính, chưa cấy ra âm tính, thì mình sẽ theo khuyến cáo bổ sung thêm amikacin trong vòng khoảng 8 đến 16 tuần với đường dùng là ngoài đường tiêu hóa. Trong quá trình điều trị thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là với việc mà đánh giá đáp ứng điều trị thông qua việc lấy đàm, nó có thể sẽ tiến hành mỗi 1 đến 10 mỗi 2 tháng cho đến khi mà kết quả âm tính. Tuy nhiên, bởi vì vì chúng ta kết hợp sử dụng với nhóm macrolide thì sẽ có nguy cơ tác dụng phụ là gây khô đàm, nên việc thu thập mẫu để đánh giá đáp ứng điều trị thì cũng sẽ gây khó khăn khá là nhiều. Chúng cứ ngoài ra có thể tính đến những phương án sử dụng nội soi phế quản để tiến hành lấy mẫu đàm, tuy nhiên thì nó cũng không quá khả thi và sẽ gây khá khó chịu cho bệnh nhân. Vì vậy, đừng không nên quá phụ thuộc vào kết quả vi sinh để đánh giá đáp ứng điều trị, mà cần phải đánh giá và dựa vào sự kết hợp về cải thiện về lâm sàng và hình ảnh học. Ở đây thì tôi có đề cập đến việc đó là với những trường hợp khác nhau, chúng ta sẽ sử dụng cái liều dùng khác nhau cách ngày hay là hàng ngày. Thì một nghiên cứu được quan sát trên 21 bệnh nhân có bệnh lý liên quan đến MAI dạng nốt không hen đã khởi động điều trị phác đồ cách ngày và vẫn ghi nhận được rằng là sau 12 tháng điều trị họ vẫn còn đàm ở trong theo trên lâm sàng. Có một bệnh nhân thì xuất hiện tình trạng khá macrolide. Trong số 20 bệnh nhân còn lại thì họ đã được điều chỉnh từ cách ngày sang dùng hàng ngày và một số ít trong số đó đã cho ra kết quả đàm âm tính. 4 bệnh nhân có kết quả cấy còn dương được làm chỉ định phẫu thuật và 3 người hoặc 3 bệnh nhân còn lại thì được làm dọn sạch đường thở. Kết quả nghiên cứu trên cho thấy điều gì? Tức là cũng không nên quá phụ thuộc dựa vào cái đáp ứng về cái hình ảnh học để mà có thể đưa ra cái liều dùng, mà cần phải linh hoạt dựa trên lâm sàng và cải thiện về hình ảnh học. Trên bảng là các tương tác thuốc của nhóm trên cái phác đồ các thuốc được sử dụng trong việc điều trị các tác nhân Mycobacterium avium intracellular. Thì trên đây chúng ta có thể thấy được rằng sự hiện diện của hai loại thuốc mà tôi chưa đề cập, đó chính là clofazimine và pendaquiline. Hai thuốc này có thể được dùng thay thế cho macrolide trong trường hợp nó không đáp ứng. Vậy thì chúng là gì? Tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên thì clofazimine, nó là một cái nhóm thuốc thay thế macrolide khá là hiệu quả. Trên nghiên cứu được thực hiện với Martignano và cộng sự trên 112 bệnh nhân mắc lao không điển, mắc bệnh lý phổi do lao không điển hình, trong đó 24 người do nguyên nhân là sơ nang. Thì phân lập ta ghi nhận được rằng là 37% là ghi nhận được là MAI và 48% là abscess. 8% thất bại với các phương pháp điều trị trước đó và những cái nhóm 7-8% này thì được bổ sung thêm clofazimine. Kết quả ghi nhận được rằng 50% có kết quả cấy âm tính chỉ sau 12 tháng. Tuy vậy thì không trong số đó sự ghi nhận được rằng phải bắt buộc phải dùng thuốc bởi vì tác dụng phụ gây sạm da, nôn ói và chóng mặt. Ngoài ra thì cũng ghi nhận được rằng ở nhóm bệnh nhân đáp ứng có sự giảm suy giảm về chức năng của phổi. Về nhóm thuốc pendaquiline thì nó cũng được xem như một cái phương án dùng để thay thế cho macrolide. Nghiên cứu 2018 của Philly Bush là một nghiên cứu không dán nhãn về thuốc pendaquiline trong điều trị bệnh lý phổi do tác nhân lao không điển hình. Thì ở cái nhóm bệnh nhân này thất bại với 12 tháng điều trị phác đồ và toàn bộ được bổ sung pendaquiline, thì cũng ghi nhận được rằng toàn bộ đều hoàn thành sử dụng thuốc và gần một nửa trong số đó đáp ứng với mặt vi sinh. Và trong quá trình nghiên cứu thì cũng ghi nhận được tác dụng phụ của thuốc là gây buồn nôn. Khi nãy thì trong phác đồ điều trị ba thuốc tôi có đề cập đến việc rằng nếu mà trong 6 tháng điều trị và bệnh lý không đáp ứng điều trị, mình sẽ xem xét bổ sung hỗn hợp amikacin liposome dạng ở đây xin được gọi tắt là ALIS. Có rất nhiều nghiên cứu đánh giá được rằng nhóm thuốc ALIS sẽ có lợi ích đáng kể trên những nhóm bệnh nhân mà không đáp ứng với lại điều trị, bệnh nhân mắc tác nhân lao không điển hình không đáp ứng điều trị. Thì một nghiên cứu dán mở nhãn CONVERT
nghiên cứu trên các bệnh nhân không đáp ứng sau 6 tháng và điều trị phác đồ. 224 bệnh nhân được thêm ALIS và phác đồ và 112 người còn lại thì lại tiếp tục theo phác đồ cũ. Ta có thể thấy được rằng ở cái nhóm mà sự được bổ sung theo ALIS thì tỷ lệ cấy âm tính chỉ sau 3 tháng điều trị có thể lên đến được chiếm với tỷ lệ là 29%, trong khi ở cái nhóm tiếp tục phác đồ cũ thì cái tỷ lệ này chỉ chiếm 8,9%. Theo dõi sau hơn 1 năm thì với những cái nhóm thuốc sử dụng ALIS thì tác dụng phụ của thuốc nó cũng giảm đi đáng kể, và đi kèm với đó là tỷ lệ cấy sẽ cao hơn. Cụ thể là sau 12 tháng điều trị cho ra kết quả cấy ở 2 nhóm, lần lượt là nhóm sử dụng ALIS là 63%, trong khi nhóm theo phác đồ cũ chỉ còn là 30%. Nó chỉ có 30%, gấp đôi, nó chỉ là gấp đôi. Ngoài ra thì người ta cũng đặt ra câu hỏi rằng với việc sử dụng ALIS thì cái tác dụng cái sự bền vững của cái nhóm thuốc này liệu có hay không? Thì sau khi 6 tháng điều trị, 33 trên 65 bệnh nhân có kết quả âm tính sau 6 tháng và vẫn giữ được kết quả đó sau 3 tháng. Sau đánh giá lại sau 12 tháng thì 46% cái nhóm bạn ra bệnh nhân này vẫn còn kết quả âm tính, trong khi ở nhóm mà duy trì phác đồ cũ thì hầu như không bệnh nhân nào còn giữ lại kết quả âm tính nữa sau 12 tháng điều trị. Tôi đánh giá một lần nữa ở cái nhóm mà sau 12 tháng điều trị, sau khi kết thúc điều trị khoảng tầm sau 16 tháng thì 63% bệnh nhân ở cái nhóm thuốc được bổ sung theo ALIS là vẫn có kết quả âm tính, cái âm tính, trong khi ở nhóm phác đồ cũ chỉ có 30%. Sau hơn 1 năm sau đó kể từ khi dừng điều trị thì ở cái nhóm mà bổ sung ALIS á, thì vẫn còn đến 46% cái ra âm, trong khi ở nhóm phác đồ cũ là hầu như không có bệnh nhân nào còn giữ được kết quả âm tính đó nữa. Tuy vậy còn phải lưu ý rằng thì không phải tất cả mọi người đều có đáp ứng như vậy, nhưng mà cũng không thể phủ nhận được là ALIS là một phương án hay và cần xem cái hay và có thể xem xét trong việc điều trị Mycobacterium avium intracellular trong tương lai. Tiếp theo là cái ở chủng Mycobacterium abscessus thì cũng là một phác đồ ít nhất 3 thuốc dựa vào test dung nạp thuốc, và tôi sẽ tổng hợp ở một cái sơ đồ phía sau slide này. Macrolide được dùng ở hầu hết mọi trường hợp, ngay cả khi kháng hay là ngại. Tuy nhiên ở nhóm kháng, nó không phải được xem là một thuốc điều trị chính, mà nó được xem như một cái biện pháp để điều hòa miễn dịch. Quý anh, quý, mong quý học viên lưu ý. Các thuốc tôi đề cập tới là đường tĩnh mạch thì có amikacin, imipenem, cefotaxitin, tigecyclin, ở đường uống thì macrolide, linezolid và clofazimine. Tuy nhiên khác với lại cái nhóm mà MAI á, thì cái thời gian điều trị của abscess nó không có được cố định và cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để có thể đánh giá chính xác được. Ngoài ra thì một số đối tượng có chỉ định phẫu thuật được xem như là một phương pháp điều trị trong trường hợp mà không đáp ứng với lại các phương án điều trị trên. Đây là slide mà tôi tổng hợp khuyến cáo để dùng để điều trị cái nhóm em abscess. Với bước đầu tiên thì vẫn là đánh giá xem bệnh nhân này có dung nạp thuốc hay không và được chia làm 2 pha, pha khởi đầu và pha tiếp theo. Quý học viên có thể dừng lại vài giây để có thể tìm hiểu xa này, và nếu có bất kỳ thắc mắc thì có thể vui lòng gửi câu hỏi lại về cho VV. Một số các biện pháp điều trị được cân nhắc đối với các bệnh lý phổi do tác nhân lao không điển hình, như là nếu ghi nhận cái hình ảnh tạo hang khu trú thì xem xét thực hiện cắt bỏ tổn thương khi mà kết quả cấy đàm âm tính. Nếu không đáp ứng được những nhập thuốc thì có thể xem xét bổ sung clofazamine hoặc là Mucinex với khởi động thuốc theo liều thấp và tuần tự. Nếu khi nhận tình trạng kháng macrolide thì cũng có thể xem xét ngưng macrolide và chuyển sang clofazamine. Tuy nhiên thì vẫn chưa theo khuyến cáo, và cái này thì có thể đây là những cách điều trị nên cân nhắc. Phác đồ 3 thuốc thì vẫn ưu tiên phác đồ 3 thuốc, bởi vì nếu mà trong phác đồ 2 thuốc thì sẽ có nguy cơ sinh ra cái tỷ lệ kháng thuốc cao. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chỉ dùng được 2 thuốc thì ưu tiên sự kết hợp giữa Enfamutal và Macrolide. Và thời gian điều trị chung cũng người ta cũng nên cân nhắc là 12 tháng sau khi có kết quả âm tính, cụ thể là trung bình từ 15 đến 18 tháng. Ngoài ra thì vẫn xem xét các phương án làm sạch đường thở, dinh dưỡng tích cực và kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng hô hấp. 85% bệnh nhân được, tuy nhiên thì bệnh vẫn có thể tái phát được.
85% bệnh nhân được điều trị làm sạch đờm trong lần điều trị đầu tiên, nhưng hơn 40% số đó lại tái phát bệnh và hầu hết là bệnh cảm tái nhiễm trùng. Vì sao? Người ta nhận thấy rằng ở hầu hết các trường hợp này là đều đa phần là những trường hợp bệnh nhân kiểm soát bệnh nền rất là kém, dẫn đến việc thì tăng cái nguy cơ tái phát bệnh. Các bệnh phổi về tác nhân Mycobacterium avium dạng nốt, nghiên cứu của Wallace, RJ và đồng sự gồm 180 bệnh nhân mắc bệnh phổi MAC dạng nốt, điều trị phác đồ nhiều thuốc có macrolide trong 12 tháng. Kết quả cho ra được rằng 86% cho kết quả âm tính, không ghi nhận kháng, 14% tái phát vật vi sinh, với bệnh cảnh tái nhiễm trùng là 73%, 48% và 14% này tái phát vi sinh trong quá trình điều trị, và 48% số này tái phát bệnh vi sinh sau khi hoàn thành điều trị, và cụ thể là 75% bệnh cảnh tái nhiễm trùng và tác nhân mới. Ngoài ra thì với đề cập về bệnh phổi về MAC vẫn có thể xem xét cái phương án phẫu thuật, tuy nhiên thì hiện tại là không có tiêu chuẩn rõ ràng và chủ yếu là cho các tổn thương khu trú mà không đáp ứng điều trị của thuốc. Tổng kết lại, ở phía các trường hợp quản lý bệnh phổi liên quan tác nhân lao không điển hình, một khi bệnh nhân đã mắc bệnh lý giãn phế quản thì là yếu tố thường gặp để tiên lượng. Tiếp cận tất cả bệnh nhân giãn phế quản về bệnh lý phổi do tác nhân lao không điển hình, cân nhắc nguyên nhân di truyền của giãn phế quản. Tác nhân thường gặp ở Mỹ, với bệnh phổi mà do tác nhân lao không điển hình thường gặp hơn ở Mỹ hơn là lao, và tỷ lệ mắc bệnh này đang ngày một gia tăng. Quyết định điều trị cần phải đánh giá kỹ càng và thường không quá khẩn cấp, vì vậy cần phải dành thời gian đánh giá kỹ. Trước khi bắt đầu điều trị thì cần phải có test chung nhận macrolide. Bệnh lý đảo hang thì xem xét thêm aminoglycosid. Ngoài ra thì cân nhắc cái chỉ định phẫu thuật với các tổn thương khu trú không đáp ứng. Khi cân nhắc điều trị macrolide cho bệnh nhân giãn phế quản không sơ nang thì cần loại trừ sự hiện diện của MAI và không sử dụng macrolide đơn độc trừ khi kết thúc điều trị. Điều này nó sẽ làm giảm ngăn ngừa cái tình trạng kháng thuốc với macrolide. Tổng kết lại về bài giảng về giãn phế quản ngày hôm nay, giãn phế quản là một tình trạng bệnh lý hô hấp mãn tính với biểu hiện lâm sàng thay đổi cùng với cơ chế bệnh sinh khá là phức tạp. Đó là sự kết hợp của nhiều cơ chế nhỏ như nhiễm trùng, tăng viêm, rối loạn thanh lọc, phá hủy cấu trúc. Về khía cạnh nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm các tác nhân lao không điển hình cần được chú ý hơn để có thể tiến đến cá thể hóa điều trị một cách toàn diện cho từng trường hợp. Đây là các tài liệu tham khảo và cũng như là nguồn dẫn về các cái nghiên cứu mà tôi đã sử dụng trong bài giảng ngày hôm nay. Quý học viên có thể tham khảo. Và một lần nữa cảm ơn quý học viên đã dành thời gian lắng nghe. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc các câu hỏi liên quan đến bài giảng thì có thể gửi về cho trang web của BV cũng như là về ban học 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 thuật của BV. Một lần nữa cảm ơn quý học viên đã lắng nghe và chúc quý học viên một ngày tốt lành. Xin cảm ơn.